Xin chào các bạn, hôm nay là tôi lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái ứng dụng CRUD với lại React và React Hook. Thì bữa trước thì là cái video phần 1 thì tôi đã demo cho các bạn làm cái chức năng như là đọc dữ liệu này, như là show data này, và tôi cũng đã demo cho các bạn làm cái chức năng gọi là EA data, tức là add một cái sản phẩm mới này. Thì các chức năng CRUD á thì chúng ta có các chức năng là thứ nhất là cái chức năng EA này, hay là cái chức năng gọi là insert data này. Rồi theo chức năng thứ hai là chức năng read data này. Rồi hôm nay thì tôi sẽ đi demo cho các bạn làm thêm một chức năng mới là cái chức năng read data này. Thì các chức năng tương ứng với lại CRUD này, thì đầu tiên là chức năng DA này, thì tương ứng với chức năng tạo data hay là chức năng insert data này. Đó, thì bữa trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn demo làm chức năng gọi là add một cái đầu đất mới này, chức năng read này, tức là đọc dữ liệu này. Thì tôi đã demo cho các bạn là đọc và show lên trang giao diện là một cái nick danh sách đồ đất này. Thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn cái phần 2 của cái video làm về cái ứng dụng gọi là CRUD thêm xóa sự cập nhật với lại React, và tôi sử dụng các tính năng mới của thằng React là React Hook này. Thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn là cái chức năng delete. Thì chẳng hạn như ở trong cái table đồ đất này, thì ở cái cột action á, thì bây giờ tôi sẽ đi show lên một cái button delete ở trên một cái record này, và sau đó thì tôi sẽ đi demo cho các bạn làm cái chức năng delete này. Rồi theo quay lại source code này. Quay lại source code thì quay lại cái file đồ đất nick.gx này. Thì ở trong cái cột td này, thì bây giờ tôi sẽ thêm cho nó cái button gọi là button delete này. Thì tôi sẽ có cái thẻ button. Thì trong cái button này tôi sẽ cho cái type bằng button này. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái sự kiện gọi là on nick này. Thì on nick thì tôi sẽ gọi đến một cái hàm gọi là handle delete product. Và tôi sẽ chuyển vô cái hàm handle delete product, cái là cái tham số là cái đối tượng product. Rồi theo tôi sẽ đi demo cho bạn tạo ra cái hàm handle delete product này. Đây, thì ở bên trên này bây giờ tôi sẽ đi tạo ra một cái hàm gọi là handle init product này, thì nó có cái tham số truyền vào là cái đối tượng product này. Tôi theo để test thử xem là cái button này, button init này nó có hoạt động không, thì chẳng hạn như tôi sẽ anner lên chẳng hạn. Chẳng hạn như tôi sẽ anner lên là test chẳng hạn. Rồi theo tôi nick cho size này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Thì chẳng hạn như tôi nick cho cái button init chẳng hạn này. Đó, thì các bạn thấy là nó anner nên cho tôi cái chữ test như vậy. Đó, tức là cái button này đã hoạt động rồi này. Theo thì để xử lý được cái chức năng delete này, thì tôi cần phải sử dụng đến một cái kỹ thuật gọi là nipping tap, tức là đưa cái trạng thái từ cái command con lên cái command cha. Thì ở cái command cha thì chúng ta cần phải truyền xuống thằng con là một cái function command. Thì bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn làm như sau. Thì ví dụ như tôi có cái file app.js, thì cái file app.js này thì nó là cái command cha của cái command con là cái product nick này. Thì command cha thì tôi sẽ chuyển xuống cái thằng con là cái product nick, là một cái drop là dạng một cái function cấu lần. Thì bây giờ tôi sẽ có cái drop cho nó như sau. Thì tôi sẽ có cái drop là chẳng hạn như là remove product. Rồi trong cái drop này tôi sẽ chuyển cho nó một cái function là remove product luôn. Thì ở trên này bây giờ tôi sẽ đi tạo ra một cái function gọi là remove product. Thì trong cái function remove product thì tôi cần phải chuyển vô cho nó một cái param là cái id. Đó, thì ở cái command cha thì tôi sẽ chuyển xuống thằng con là một cái function remove product như vậy. Rồi tiếp theo thì ở cái thằng con là product nick, thì bây giờ bên trên này tôi sẽ có thêm một cái drop gọi là drop remove product. Và thằng con thì tôi sẽ gọi cái hàm remove product này để mà cập nhật lại cái nick danh sách ở bên trên cái command cha này. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi demo cho các bạn như sau. Thì bây giờ ở thằng con này thì tôi sẽ gọi hàm remove product này, và tôi sẽ truyền vô trong cái hàm remove product là cái id của cái product này. Thì tôi sẽ gọi product.id. Đó, thì tôi cần phải truyền vô cái id cho cái hàm remove product như vậy. Rồi theo tôi nick cho say này. Rồi theo thì tôi quay lại cái file app.js. Thì ở cái hàm remove product thì bây giờ chẳng hạn như tôi muốn test thử xem là cái ID mà nó truyền từ cái command con thì nó có nhận được hay không. Thì chẳng hạn như tôi cũng anner lên này. Chẳng hạn như tôi anner lên là product ID chẳng hạn. Đây, tôi sẽ anner lên cái ID như vậy. Rồi theo tôi sẽ nick cho save này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này. Thì bây giờ chẳng hạn như là tôi nick cho cái button delete thử này.
thì cái ID nó chưa xong nên thì cái ID nó chưa xong nên là do chỗ này là tôi cần phải sử dụng đến cú pháp là cái dấu rectic này. Tôi sẽ không sử dụng cái dấu nháy đôi ở đây mà tôi sẽ sử dụng cái dấu rectic này. Tôi sẽ có cái dấu rectic này. Rồi theo thì tôi sẽ show cái ID thì tôi sẽ có cú pháp là dona này, mở đóng ngoặc nhọn này và tôi sẽ truyền cái ID vô trong cái chỗ này như vậy. Đó thì tôi sẽ có cái syntax như vậy này. Đó, rồi theo tôi nick vô say này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Rồi bây giờ chẳng hạn nếu tôi nick cho cái bút tặng delete này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là nó show lên cái product ID này và cái ID đằng 4 này là cái ID tương ứng với lại cái decode mà có cái ID đằng 4 mà tôi đang nick cho cái bút tặng delete ở đây này. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cập nhật xử lý lại cái nick danh sách ở trong cái table product nick này. Thì bây giờ tôi sẽ đi viết code cho cái hàm demo product như sau. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có một cái mảng gọi là new product thì tôi sẽ bằng với lại cái product s. Đó, tôi sẽ có cái syntax như vậy tức là tôi đang clone clone cái mảng product s ra rồi tôi sẽ set cái value cho cái biến new product này. Thì tôi sẽ ghi chú ở đây nè. Đó thì tôi sẽ ghi chú ở đây là clone current array to the new array như vậy. Rồi theo tôi sẽ đi xử lý cho nó như sau. Thì tôi sẽ có cái new product này. Thì tôi sẽ bằng cái new product và tôi sẽ gọi hàm filter để mà lọc. Thì tôi sẽ có cái new product và tôi sẽ bằng cái new product và gọi hàm filter để nó lọc ra các product mà có cái ID mà khác với lại cái ID chuyển vào thì tôi sẽ lọc ra. Thì cái hàm filter này nó sẽ trả về cho tôi một cái array mới và nó sẽ filter và nó lấy ra các product mà có cái ID và product mà khác với lại cái ID chuyển vào. Thì đối với cái product mà có ID chuyển vào thì nó sẽ không có ở trong cái mảng mới này. Rồi theo tôi sẽ đi cập nhật lại cái value cho cái product S này. Thì tôi sẽ gọi hàm set product S để mà cập nhật lại giá trị của nó. Thì tôi sẽ gọi hàm set product S này và tôi sẽ truyền cho là cái new product. Rồi theo tôi nick vô say này. Rồi theo tôi sẽ lên trình duyệt này. Chẳng hạn như bây giờ tôi nick cho init một cái sản phẩm nào đó chẳng hạn. Chẳng hạn như tôi sẽ nick cho cái decode mà có cái ID là bằng 67 này, tôi nick cho init này. Đó thì các bạn thấy là nó đã xóa cho tôi cái dòng với lại cái ID bằng 67 rồi này. Đó, rồi theo chẳng hạn như tôi nick cho cái dòng có ID bằng 15 này. Tôi nick cho button delete này. Đó thì cái dòng có ID bằng 15 thì nó cũng xóa cho tôi rồi này. Rồi theo thì quay lại số code này. Thì đối với cái chức năng delete này này thì các bạn lưu ý là các bạn khi mà thao tác với mảng á thì các bạn nên nôn ra một cái mảng mới. Rồi các bạn thao tác với lại cái data trên cái mảng mới này. Các bạn nên tránh cái trường hợp là các bạn thao tác trực tiếp ở trên cái mảng chẳng hạn như product S này thì các bạn tránh cái trường hợp mà thao tác trực tiếp ở trên cái mảng này thì nó có thể gây ra những cái issue, những cái bug không mong muốn nào đó. Để làm chức năng delete thì ở trong này tôi sẽ đi thực hiện gọi là filter data này. Thì tôi sẽ đi thực hiện filter và tôi sẽ lấy ra những cái product mà có cái ID của cái product mà nó khác với lại cái ID truyền vào. Tức là cái thằng new product S này thì khi mà gọi làm filter nó sẽ nạp qua và nó sẽ tạo ra một cái mảng mới và cái mảng mới này thì nó sẽ không có cái product mà có cái ID chuyển vào trên này đó và sau đó là tôi sẽ gọi hàm set product s để mà set lại cái tây hay là set lại cái value cho cái biến tây là cái biến product s ở đây này thì tôi sẽ set lại cho nó bằng cái new product s như vậy đó thì như vậy là tôi đã demo cho các bạn làm được cái chức năng init thì đây cũng là một cái chức năng cơ bản trong cái ứng dụng gọi là CDOR. Ngoài ra thì còn một cái chức năng nữa là cái chức năng update. Thì để làm chức năng update thì chúng ta sẽ show lên một cái button update ở bên cạnh cái button delete này. Thì khi mà click vào cái button update ấy, thì chúng ta sẽ đi thực hiện chuyển hướng người dùng qua một cái trang gọi là ví dụ như là update product chẳng hạn. Thì để làm được cái việc mà điều hướng ấy, thì chúng ta cần phải sử dụng một cái thư viện gọi là thư viện React Routing để mà thực hiện cái việc điều hướng. Thì cái phần xử lý cho cái chức năng update thì nó tốn nhiều thời gian. Thì tôi trong cái video này thì tôi không có demo cho bạn làm chức năng update. Thì ngoài ra thì ở trong cái demo của tôi ở trong cái video này
thì tôi mới chỉ hướng dẫn cho các bạn là demo ở trên một cái gọi là mock data, là cái mock data mà cái init product ở đây là nó là cái mock data ở đây thôi. Còn ở ngoài dự án thực tế ấy, thì các chức năng thêm xóa sửa cập nhật thì chúng ta sẽ đi thực hiện con tới các API như là RESTful API chẳng hạn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi làm các chức năng như là CRUD, là cái chức năng ví dụ như là đọc dữ liệu, insert dữ liệu, update dữ liệu, delete dữ liệu, thì chúng ta sẽ đi thực hiện con tới các RESTful API tương ứng với lại các chức năng như là CRUD. Thì nếu mà các bạn nào muốn làm được các chức năng này thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học gọi là khóa học React chuyên sâu của tôi. Thì ở trên Udemy thì tôi có một cái khóa học React chuyên sâu ở đây, thì các bạn nào mà muốn học nâng cao hơn ấy, thì các bạn thể tham gia vào khóa học này của tôi. Thì ở đây thì tôi có một cái chương gọi là chương working với lại RESTful AI này, thì tôi sẽ đi demo cho các bạn làm cái chức năng CRUD như là cái chức năng ví dụ get data này, get data tương ứng với lại cái chức năng gọi là read data này, rồi insert data này là tương ứng với lại chức năng DA data này, rồi update data này là tương ứng với chức năng cập nhật data này, rồi chức năng delete data này tương ứng với lại cái chức năng xóa data. Thì nếu các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về làm một cái chức năng như là thêm xóa sửa cập nhật thì các bạn thể tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đó, thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.